Rồi nha. Action. Đâu má, bây giờ người ta đi kêu đi chở rau lang mà bây giờ không biết là đường nào, bây giờ đứng giữa ngã tư mà bây giờ không biết rẽ đường nào bây giờ đây. Đồ cái đây là ngang ngũ mẹ rồi mày ơi. Có 5 đường đi, bây giờ đi đường nào đây? Bây giờ không biết đường đi, bây giờ chủ nhà nó chỉ bây giờ đi làm sao. Buồn vai đái luôn đồ mà. Thôi bây giờ vệ sinh thì cũng xong xuôi rồi, thôi anh em ta giờ lên đường về nhà ấy. Chùa. Bạn cho mình hỏi mà sau khi mà cái thằng chủ dây lang mà nó chỉ đường với bạn một hồi, bây giờ bạn đứng đây bạn kêu nó ra và nó bảo bây giờ nó ở Phú Thiện cách bạn là 50 cây số. Và bây giờ bạn không biết đường nào đi, bây giờ cảm giác của bạn làm sao? Bạn có thể quay mặt lại mình phỏng vấn chú được không? Bây giờ cảm giác của bạn như thế nào? Đủ má đi ngủ rồi bây giờ. Không biết đường chở thôi, nói chung là bây giờ bạn xuống đây để cho mình. Có vậy chờ người ra đón với mày. Chờ người ra đón hả? Đúng. Hay là để bây giờ tôi đi tôi bắt con tu hú đi. Nó chỉ đường cầm nó ngoẹo đường nào là anh em mình đi đấy, giờ có 5 hướng là nó ngoẹo hướng này, anh em đi hướng đấy thì đủ má đó. Đợi vậy làm ăn là chết rồi. Đủ má tài xế đồ làm đường mới quên đường rồi đâu. Vâng ạ. À đâu má nhìn cuộc đời nó buồn thiu chưa, nhìn nó thảm chưa. Đúng.